Sáng 23 tháng 11, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm kiểm tra tại Sư đoàn 5. Tham dự cùng đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7. Báo cáo với đoàn công tác, Thượng tá Nguyễn Hải Nam, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 5 cho biết, trong năm 2021, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nội dung chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, sư đoàn đã cử gần 4.000 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ nhân dân các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, cứu dân. Đặc biệt, từ khi bùng phát đợt dịch lần thứ tư đến nay, Sư đoàn 5 đã phối hợp với các công ty, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn, hỗ trợ các sản phẩm tăng gia sản xuất cho thân nhân của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, nhân dân các khu cách ly, phong tỏa, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn quân khu 7, với hơn 30 đợt gồm các mặt hàng như gạo, thịt, cá, trứng, rau, củ, quả, mì tôm, khẩu trang, thuốc chữa bệnh và một số mặt hàng thiết yếu khác với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Sư đoàn 5 đạt được trong thời gian qua. Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu trong những tháng cuối năm 2021, đơn vị cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thao, hội thi. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương, giữ vững ổn định địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương mong muốn sư đoàn 5 phải tập trung xây dựng nền nếp chính quy, doanh trại xanh, sạch đẹp, phát huy nhiều mô hình hiệu quả đưa vào áp dụng thực tế trong công tác sinh hoạt tại đơn vị. Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội, đảm bảo xử trí các tình huống cơ động nhanh mọi lúc, mọi nơi. Nhân dịp đúng ngày kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống sư đoàn 5, 23 tháng 11 năm 1965, 23 tháng 11 năm 2021 thượng tướng nguyễn tân cương tổng tham mưu trưởng thứ trưởng bộ quốc phòng chúc mừng cán bộ chiến sĩ sư đoàn sức khỏe cùng tập thể đoàn kết đồng sức đồng lòng thống nhất cao trong công việc góp phần thắng lợi hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao